Tối ngày 26 tháng 7, tại khách sạn Caravelle, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải Gold Sài Gòn Tourist 2014 đã trao 200 triệu đồng cho chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông do báo Tuổi Trẻ phát động. Đây là giải Gold do công ty du lịch Sài Gòn tổ chức. Giải Gold năm nay quy tụ 154 gôn thủ, tranh tài và gây quỹ được 900 triệu đồng. Ngoài việc ủng hộ cho chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông, ban tổ chức giải còn dành 600 triệu đồng cho quỹ học bổng vì tương lai của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và 100 triệu đồng cho huyện nghèo Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Được biết từ năm 2006 đến nay, Sài Gòn Tourist đã tổ chức 9 giải Gold liên tiếp và quyên góp được gần 6 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện cũng như gây quỹ an sinh xã hội.